Bát Tiên Phong Thủy, hiểu để thờ Bát Tiên đúng chuẩn, rước may mắn vào nhà. Mỗi người đạt đến sự bất tử thông qua những cảnh giới khác nhau, trong đó, có truyền thuyết cho rằng Bát Tiên Phong Thủy đều nếm qua rượu Trường Sinh và ăn đào tiên nên sẽ trường sinh mãi mãi. Với quyền năng và phép thuật siêu nhiên của mình, vật phẩm Phong Thủy Bát Tiên sẽ luôn mang đến may mắn cho người sử dụng. 1. Bát Tiên là ai? Bát Tiên là 8 vị tiên huyền thoại của Lão Giáo, gồm 6 tiên ông và 2 tiên bà sống vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử. Tám vị tiên ở tám động đá của núi Bồng Lai trên đảo Bồng Lai, bao gồm Trung Ly Quyền, Hán Trung Ly, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thích Quải, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cữu, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử. 1.1. Hán Trung Ly Bất tiền phong thuy Hán Trung Ly Hán Trung Ly, Trung Ly Quyền, là vị tiên đầu tiên trong bát tiên, hiệu là Vân Phòng. Ngài làm đại tướng trong triều đình nhà Hán nên còn được gọi là Hán Trung Ly hay Hớn Trung Ly. Khi mới sinh trung ly quyền, cha mẹ sinh trung ly quyền, cha mẹ thấy có điểm khác lạ là trên nóc nhà hào quang sáng đỏ. Đây cũng là điểm báo về một nhân tài kiệt xuất đã xuất hiện, đem đến những thay đổi lớn cho gia đình trong tương lai. Hán Trung Ly được khắc họa với hình dáng mập mạp trong chiếc áo phanh trần, để lộ chiếc bụng tròn, tay phe phẩy chiếc quạt thần dùng để cứu chữa người bệnh. Biểu tượng Trung Ly quyền tượng trưng cho sức khỏe và quyền năng chữa bệnh. 1.2. Trưng quả lão. Trường qua lao. Trương Quả Lão là vị tiên thứ hai trong ba tiên. Hình tượng Ngài được khắc họa tay mang một nhạc cụ giống như ống tre. Trương Quả Lão được tôn trọng như một nhà hiền triết ban sự thông thái, minh mẫn cho những người cao tuổi trong gia đình. 1.3 Lã Động Tân La Dòng Tan Lã Động Tân là vị tiên thứ ba trong ba tiên. Ngài là một học giả ẩn giật được tôn sùng như thần hộ mệnh của những người bệnh. Ngài thường mang sau lưng một thanh kiếm phép để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ loại bỏ những loại bỏ những đau khổ do các nguồn năng lượng xấu gây ra, đem đến cho chúng sinh cuộc sống bình yên. Ở cánh tay phải, Lã Động Tân cầm một cây phất trần thường để chữa bệnh, giúp mọi thành viên của gia đình tránh được bệnh tật do những âm hồn và âm khí tạo ra. 1.4. Tào Quốc Cửu. Tào Quốc cu Tào Quốc Cửu, Tào Hữu là vị tiên thứ tư trong ba tiên. Ngài là em ruột của Tào Thái Hậu, đời vua Tống. Tào Quốc Cửu thường mặc một chiếc áo nhà quan quý phái ở ngài toát ra một sự cao quý, thanh nhã. Ngài dơ cao trong lòng bàn tay trái một bộ thẻ bài bằng ngọc để đem lại quyền cao chức trọng cho người trưởng tộc của gia đình. 1.5. Lý Thích quả Bất tiền phong thuy Lý thiết Quả Lý Thích quả, hay còn được gọi là Thích quải, cây sắt, là vị tiên thứ năm trong bát tiên. Hình dáng bề ngoài của ngài tuy trông như một kẻ ăn mày, nhưng ngài lại là người có thể thi triển những quyền năng siêu nhiên. Lý thiết quải tên thật là Huyền, hiệu là Ngương Dương, nên thường gọi là Lý Ngưng Dương, diện mạo nghiêm trang, tính tình hào sảng, học rộng biết nhiều, không mộ công danh, muốn đi tu tiền. Tiền. Biết được lão tử đang dạy dạo trên hoa sơn, ngài liền tìm đến xin học. Chính vì thế, hình. Tượng lý thích quải trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt. 1.6. Hàn Tương Tử Hàn Tu Ông Tu Hàn Tương Tử là vị tiên thứ hai trong ba tiên. Ngài là người đã sáng tác ra những bản nhạc êm dịu từ ống sáo thần. Tiếng sáo thu hút những điểm lành bao quanh hàn tương tử, vì thế mà tất cả muông thú, côn trùng, cây cỏ đều phát triển mạnh mẽ khi ông xuất hiện. Khả năng đặc biệt của hàn tương tử là có thể làm cho cây cối mọc nhanh trong tích tắc. Hình ảnh của ngài với rất nhiều những mầm cây trong chiếc bao tải đeo sau lưng tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn. 1.7. Lam Thể Hòa Lam Thái Hòa Lam Thể Hòa, Lam Thái Hòa là vị tiên thứ bảy trong ba tiên tương truyền ngài do xích cước đại tiên đầu thai xuống trần nên còn nhớ tánh cũ thường mặc áo rộng xanh buộc dây lưng đèn một chân đi đất một chân mang giày mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nực áo đơn mà không biết lạnh thường ngày ngài hay đi ra chợ vừa ca vừa nhịp để xin tiền bố thí những bài ca do lam thể hòa tự đặt ra đều có ý khuyên đời bỏ giữ theo lành tiền xin được ông cột vào dây lưng và bố thí cho người nghèo khổ nhiều tài liệu khác nhau cho rằng Lam Thể Hòa là một vị tiên nữ với biểu tượng là giỏ hoa, mang đến sức khỏe và niềm vui cho gia đình. 1.8. Hà Tiên Cô Hà Tiền Co Hà Tiên Cô hay Hà Quỳnh là vị tiên thứ cuối cùng trong bát tiên, quê ở huyện Tăng Thành, tỉnh Quảng Châu. Khi còn bé, vị tiên này có sáu cái xoáy trên đầu mà ai cũng cho là kỳ tướng. Sau khi thành tiên, Hà Tiên Cô thường cầm hoa sen linh thiêng và cây phất trần. Những ai thờ Hà Tiên cô trong nhà thì những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình sẽ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xem thêm, hồ lô bát tiên là gì? Vị trí đặt ở đâu hợp phong thủy nhất? 2. Ý nghĩa của bát tiên phong thủy. 2.1. Biểu tượng của sự trường thọ và may mắn. Mỗi người đạt đến sự bất tử thông qua những cảnh giới khác nhau, trong đó có truyền thuyết cho rằng bát tiên phong thủy đều nếm qua rượu trường sinh và ăn đào tiên nên sẽ trường sinh mãi mãi. Chính vì thế, bài trí vật phẩm có chạm khắc tám vị tiên này trong nhà sẽ đem đến sự trường thọ và cát lành cho gia chủ cũng giống như việc bài trí tượng phúc lộc thọ hay tượng phật di lạc trong nhà vậy là một biểu tượng phổ biến bát tiên thường được mô tả dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau từ những bức tượng treo tường đến các vật dụng khác nhau trong nhà tám vị tiên này thường được vẽ trên các tác phẩm gốm xứ để tượng trưng cho sự may mắn và những điểm cát lành sẽ đến cho những người sở hữu những tác phẩm này hình ảnh bát tiên còn được chạm trổ trên những tấm kim loại mỏng thường gặp nhất là hình ảnh bát tiên quá hải hoặc là từng vị được chạm trổ trên trên ngà voi, gỗ và đồng. Tám vị tiên của đạo lão và 18 vị la hán của Phật giáo nắm giữ những quyền năng siêu nhiêu và có phép thuật. Sự hiện thân của những vị này trong các biểu tượng đặt trong nhà, chẳng hạn một bức tranh, pho tượng được tin rằng sẽ ban tặng sức khỏe, niềm hạnh phúc và may mắn đến, và may mắn đến cho gia chủ. Bài chi bất tiền phong thủy 2 Cụ thể, những ý nghĩa phong thủy mà bát tiên mang lại bao gồm Sức khỏe và quyền năng chữa bệnh, giúp cho các thành viên trong gia đình tận hưởng M.O.T. cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài. Ban sự thông thái, minh mẫn cho những người cao tuổi trong gia đình. Xua đuổi những linh hồn quỷ dữ và loại bỏ những loại bỏ những đau khổ do các nguồn năng lượng xấu gây ra. Giúp cho mọi thành viên của gia đình tránh được bệnh tật mà theo phong thủy là do những âm hồn và âm khí tạo ra. Đem lại quyền cao chức trọng cho người trưởng tộc của gia đình. Mang đến trí tuệ và sự sáng suốt. Mang đến một cuộc sống viên mãn sức khỏe và niềm vui cho gia đình. Mang đến hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Có thể bạn quan tâm, sử dụng rùa phong thủy đúng cách để chiêu tài, trường thọ. 2.2. Biểu tượng cho sự vượng quý và phát đạt. Biểu tượng của bát tiên mang một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ trong phong thủy, đặc biệt từ con số 8 ẩn chứa trong hình tượng của 8 vị 8 vị tiên. Theo thiên âm từ cách đọc, ý nghĩa số 8 là phát, trong từ phát tài, phát đạt. Có trong phong thủy, Số 8 là sự ngăn chặn những ảnh hưởng xấu xâm nhập vào ngôi nhà hay cuộc sống của gia chủ. Do đó, đây là vật phẩm phong thủy mang đến sự mạnh mẽ, tự tin cho con người, giúp họ dễ dàng đến được với những thành công, vượng quý và phát đạt trong cuộc sống. 3. Bài trí bát tiên phong thủy để kích hoạt may mắn Bài trí bất tiền phong thủy 3.1. Khi bài bát tiên cùng nhau Tùy từng mục đích sử dụng, gia chủ có thể bài trí tranh, các vật phẩm phong thủy bát tiên cùng nhau hoặc bài trí mỗi vị tiên đứng riêng lẻ. Tượng bát tiên thường được đặt ở một nơi cao với năng lượng tốt, chẳng hạn như một trên chiếc bàn trong phòng khách của bạn hoặc trên các kệ tụ để trang trí. Tránh đặt chúng trong nhà bếp, phòng tắm hoặc phòng ngủ. Gia chủ có thể chọn một tác phẩm điêu khắc, những chiếc bình gốm sứ với hình ảnh của tám vị tiên và nên đặt chúng theo hướng đông, đông nam hoặc hướng đi may mắn của bạn. Kỳ, tám vị tiên này lại tới chúc thọ Tây Vương Mẫu, bởi vậy tranh phong thủy bát tiên thường được chọn làm quà tặng cát tường với ý nghĩa chúc thọ. Tranh bát tiên nên treo ở vị trí cát lợi trong phòng khách thì có thể chấn áp điều xấu, mang lại những điều tốt lành, không nên treo hướng mặt vào bàn ăn hoặc nhà bếp. 3.2. Bài trí từng vị thần riêng lẻ Nếu chỉ muốn bài trí riêng lẻ một hoặc một vài vị tiên trong bát tiên phong thủy này, Gia chủ cần đặt ở những hướng phù hợp bởi mỗi người trong tám vị này lại có một hướng phong thủy khác nhau và các màu sắc, vật dụng đặc trưng khác nhau.